Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện nay thì mình đang ở cái khu vực của đường cách mạng tháng 8, khu vực chợ Lái Thiêu các bạn. Nhưng mà hôm nay sẽ không có quay hay quay mà quay trở lại các bạn, quay một cái món mà rất là nổi tiếng và cũng rất là ngon, khá là đặc trưng ở Lái Thiêu Bình Dương các bạn. Đó là món bánh bèo bì. Nhưng mà các bạn biết không, bánh bèo bì này là bánh bèo bì của chị Tuyền Xô. Đó là nói là trong mùa dịch này rất là lâu lâu lắm rồi, chị Tuyền đã chuyển từ khu vực phía bên này các bạn. Trước là chị bán phía bên này à, sau này thì chị mới bán qua phía bên này được nửa tháng rồi. Hôm nay đi ngang qua đây tìm quay không thấy, hôm nay sẽ qua đây quay review cho các bạn là cái xe bánh bèo bì của chị Tuyền Xô à. Hôm nay là chị thay đổi cái xe mới rồi à, đây cái xe mới rồi, cho nên là nó hơi mới và nó lạ à. Ở đây có là bánh đúc chiếc trần à, cho đó số điện thoại của chị luôn nha các bạn. Đây là bánh bèo bì của chị Tuyền Xô nha các bạn. Rồi ok chào chị Tuyền, lâu quá không có, em tưởng chị chuyển đi chỗ khác chứ. Trong nhà hả? Chơi sao? em thấy đồ còn vắng quá không có ra. Dạ. Bữa hôm trước em thấy dưới kia có một cái anh chị bán cái kia nè. Em tưởng chị chứ bộ, em tưởng chị em vô em hỏi. Ở đâu phải? Dạ dạ. Dạ. Tiền xô đặc trưng người phúng phiếm. Mũng miệng á. Nhưng mà vô dịch hơn, em thấy hơi vén hả chị? Dạ. Các bạn, cái ở đây các bạn cái bánh bèo bì nổi tiếng ở chợ Lái Thiêu, bánh ít chằn nữa. Bánh bèo. Cái này là bánh gì màu vàng đây chị? Bánh này bánh đúc. Đúc hả? Giờ này cũng còn ít. Còn ít hả? À, bác bán từ buổi trưa phải không? Dạ. Rồi rồi, trời hơi vấn nha bạn. Hơi vấn mới bán lại hơi vấn nha mọi người. Đây cái tiếp trần nữa. Các bạn mà lúc mà khoảng 12 giờ trưa là nó đầy lên như này, rất là ngon luôn. Chỉ bán bình dân thôi, khoảng 15.000 à. À 25.000 một hộp đầy đủ nha bạn. Ủa, này cái bán chả nè, có bán chả không? Có luôn. À hả? Nó không có mà. Dạ. Bì chả. Bì đó. Giá mà bì về còn khá gần, còn ít. Cũng sắp nghỉ rồi đúng không? Chưa đâu, nó chưa còn gắn đâu, không có được gì lúc trước đâu. Dạ. Thì thay xe tu lắm. Xe tu hả? Mà mình phải làm lại. Tại sao không? Đa số người dùng bì nhiều lắm. Dạ. Dạ. Yeah. Giờ công ty người ta đâu làm. Cỡ giờ này qua là em đâu thấy chị bán nữa, nghỉ rồi. Giờ còn rất là nhiều. Chị bánh bì này rất là nổi tiếng ở cuộc chợ Lái Thiêu nha các bạn, chị Tuyền Xô. Chả đó các bán là nhiêu cây? Chả lụa này mấy 80.000 cây. 80.000 cây hả? Mình bán bình thường mà chị chả cứ nghĩ như đồng hồng như là 25.000. Bây giờ cũng khó. Nhìn hấp dẫn ha. Chả lụa có hai loại, cái loại tiêu, cái loại không tiêu. Em số có em bé thì em không tiêu, còn bình thường người lớn là mình tiêu. Khỏi cây hả? À, bởi vì em bé nó hay lội.
Vậy là chị mới bán thôi, dịch qua nghỉ mấy không, tháng luôn chứ? Không có, em bán mấy tháng mà mấy chục nhà. Có trong nhà, có trong nhà đâu ai biết. Chị có ai quen mà biết không? Còn dân mấy tháng trong nhà, mà mấy chợ còn vắng hơn, chị có ra đây. Dạ. Em mới ra đây chị nửa tháng. Dạ, dạ. Mới ra lại nửa tháng. Vậy là không có qua hả? Lúc đó em chưa bán tay rồi. Dạ, dạ, dạ. À cái cầu cầu sắt hả? Cầu đó nó đi từ quận 12 qua người ta để tiện đi á. Bây giờ đi xuống kia hơi ngược đường á chứ. Bởi vì đi xa ta nhiều người ta cũng ngại đi. Dạ. Yeah. Còn mà mình ở đây thì cũng tay tu luôn. Mọi khi em thấy tới 2-3 người phụ ngồi đây có một mình chị kia phụ á. Có hồi nãy có mấy người giống như vậy về. Bốn mẹ chào chàng con. Bốn mẹ chào ha rồi có. Vậy là bữa tối qua bị lộn xe chứ hả? Đúng rồi. Em cứ tưởng vậy, bây giờ mình trốn trang hết rồi, ai biết ai đấy. Trời ơi, chị nó mập dây nè. Mình mập dây nè. Cái này là ngày cuối buổi rồi còn. Rẻ bình dân, món này là món đặc trưng ở Bình Dương, nói chung là lấy thiên đi riêng. Lấy thiên. Tớ lấy thiên ăn bánh bèo bùi và uống rau má sữa đó. Rau má với rau nước gì? Nước sữa đậu nành. Sữa đậu nành. À. Ở phía góc cửa 7 còn bán ở quán Đông Lốc. À bên kia à. Dạ dạ. Bên kia này bên đây là bé chị là học online hả? Con bé hôm trước học phục vụ á? À, online học online. Đi sớm là có nó, hồi trưa là nó khai nó phụ. Phụ chút cái nó về. Dễ dễ hả? Kìa, còn khách đây. Đây các bạn. Đi ra đây quay cho mọi người chút xíu chỗ này nè. Trước đây. Thường thường nó nhiều, nó đầy lên á, cũng đẹp lắm các bạn. Hôm nay là cái xe chị tiền chị mới trang trí lại các bạn. Có số điện thoại á. Số điện thoại này các bạn. À, 0939137852 bánh đúc bánh bèo bánh ít trần. Rất là ngon luôn. Đó, ví dụ các bạn bắt đầu từ 12 giờ rưỡi là chị có bán rồi.
Thôi bây giờ ra chở chứ. Để lấy đâu sao? Thôi không ít thôi. Ít thôi, còn gấp nữa. Giao giá gì? Bì trả. Bỏ. Bỏ miếng dao. Bỏ miếng dao này. Giá. Giá tươi. Giá bình dân rất là ngon luôn các bạn. Ai đến cái chợ Lá Thiêu này có rất là nhiều món để thưởng thức. Tại vì ở đây khu vực này là cái cộng đồng người Hoa nha, Hoa cũng nhiều các bạn, có nhiều món của người Hoa như mì này, mì vịt tiềm các kiểu. Nhưng mà cái đặc trưng của người ở Lá Thiêu này là có ba món các bạn có thưởng thức, đó là heo quay, vịt quay, rồi có bánh bèo bì này, hay là cái bánh tiết trần các bạn. Ở đây thì nổi tiếng nhất là của chị Tiền Xô và cái kiểu là uống nước rau má, đậu xanh hay là rau sữa đậu nành đó các bạn đó. Còn muốn thưởng thức cái món hoặc là cái món bên kia cũng có, người ta cũng bán cái kiểu món giống như hủ tiếu bào viên đó các bạn đó. Phía bên đó cũng có món hủ tiếu bào viên. Các bạn đi qua khu vực Lá Thiêu này thì những món như vậy các bạn thưởng thức. Phía dưới kia thì có cô Ba Phát. Cô Ba Phát thì cô bán bánh mì Campuchia, những bạn đi bây giờ sớm thì chỉ trang trí bên ngoài đẹp lắm, hấp dẫn lắm. Chỉ làm sẵn thôi các bạn, có ai tới thì làm bán đi thôi, rất là nhanh. Rồi mình sẽ quay lại trước một chút xíu nữa cho các bạn thấy là cái địa chỉ từ xa này. Xe bánh mì, bánh bèo, bánh đúc, bánh ít trần, bánh ướt 25k nha các bạn. Có số điện thoại để mọi người biết. Khu vực này nó nằm ở phía góc này. Phía bên kia là đi qua một chút xíu bên kia là tới chỗ là Việt Quay Hoàng Phát nha các bạn. Việt Quay Hoàng Phát rất là ngon luôn. Rồi bánh mì thì ngon nhất là khu vực này. Thì cái bánh mì của chị Tuyền là chỉ làm là tới mấy chục năm rồi, ngoài ba đời mà. Cách nhiều nơi họ đến không? Đây là dạng như giữ làm sẵn nha các bạn, làm sẵn để sắp tới là bán liền. Rồi bây giờ tôi sẽ kết thúc video ở đây nha. Nói chung hôm nay rất là lâu rồi mình quay trở lại khu vực chợ Lá Thiêu để quay các bạn món bánh bèo bì của chị Tiền Xô các bạn, rất là ngon không? Đó. Cái đây là bao nhiêu này, nó nhúng cái nhúng hả? Đang có đâu. Không, cái kia đó, cái bên đúc đó hả? À. Tại vì mình
chấm là nước chấm chua ngọt các bạn. Đó. Gái bên kia là làm nước chấm chiên, chiên làm nước chấm luôn. Nói chung là hôm nay về hơi trễ các bạn, cho nên đi đúng sớm sớm là nhiều lên phun lên nhìn nó hấp dẫn lắm. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nói chung là khách chị cũng đều thường là có tới 3-4 người bán luôn á, không kịp đâu. Nhưng hôm nay sau dịch thì nó hơi vắng từ trước rồi. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi người nhớ đăng ký kênh đi, like, comment để gặp nhiều điều thú vị hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nói chung là hôm nay thì đi về hơi trễ. Cái xe bánh mì của chị Tiền Xô chuyển từ phía trước cổng chợ ra phía bên này rồi, đối diện luôn. Rồi cảm ơn các bạn nha. Rồi ok, hôm nay chúc chị mua mì bán đất nha chị được. Chỗ mới thì bán được nhiều nha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Nhiều người á. Kết thúc video này mà về là quá trời được luôn các bạn. Xin lỗi nha, anh có bụng quá cái rồi. Anh sẽ lên đây dân chân lấy các bạn.